Hiểu sai, xin chào các bác nhé. Này mấy anh em chú cháu lại chào các bạn nhé. Rẽ vào thăm tư gia của nhà anh Đồng ở Tiên Du Bắc Linh. Ôi rồi. Em chào anh chủ nhà nhá. Vua quan giờ không sướng như này các bác ạ. Đấy. Đây là khuôn viên cây cảnh của nhà anh Đồng các bác nhé. Này lên sơn trên mạng đúng không? Dạ. Rất nhiều. Đây là dàn cây là anh ấy vừa mới cắt xuống xong các bác nhé. Mới bán mấy cây sao anh nhỉ? Nhà Đồng mới đến nhà. Em chào anh nhá. Chào anh bonsai của em nhá. Vâng. Anh phải xem phòng đấy. Đấy. Đức Huy nó quay lên chỗ vườn nhà chú nhiều lần rồi nhưng bây giờ vào lần đầu tiên. Chú gọi là hôm nay có duyên với nhau đúng không? Đấy. Yên mở thêm chốc về rẽ vào đấy rồi vào trong chú Đồng chơi tí. Bác có mang cây nào lên không? Đẹp quá anh em ạ, rất nhiều đồ chơi nhá. Con này giờ nhìn gấu thế anh nhỉ? Toàn hàng VIP thế này. Chơi một kiểu. Thì ăn sâm. Đấy, nhỏ này nhưng mà sâm ngâm với cả rượu. Gừng hả anh? Bác này thích kiểu bác kích. Đúng không? Đúng. Mỗi vùng một kiểu. Bé nên mà không. Này anh lấy cây này của ông Trình thế này. Này anh Đồng cắt được nửa tháng ấy nhỉ? Được chứ, nó xì mầm này nè. Bé nhưng mà rất là cấu đẹp. Con này sắp đi chơi rồi nhỉ? 2 năm nữa là hòm hòm bung tay. Đấy. Rất nhiều hàng VIP các anh nhá. Đây anh làm mà. Cắt giật chút chít hết này. Đấy, Yêu Sai chia sẻ cây mà. Cái này hôm nọ anh mới lấy của chú Trình đây anh nhỉ? Nhìn trên ảnh tưởng bé bé. Ngoài to thế. Cao 90. Gốc á, hoàn thiện rồi. Rồi, cây này nó có phần lạc bẹ dưới này. Cây cổ còn nguyên bản. Nhưng giờ mà con này mà bảo là giật đi thì nó lại không mất hết đâu. Nếu mà giật đi thì lâu lắm nuôi bao giờ thành cây. Đây là cái tác phẩm mà anh Đồng mới giao lưu ở dưới Sa Bình. Đấy. Rất nhiều là đồ chơi mini bonsai. Mình sẽ chia sẻ một số cái tác phẩm mini nhé. Đấy. Dạ, khô đét các bạn. Đồ chơi rất đẹp. Đây có cạnh khác này. Ở đây cái hàng bé bé với bonsai, cái cây này là mình rất thích này các bác này. Con này thế mà cũng là ông này lên đây. Sắp được đi chơi các bác. Cây này chuẩn bị xong rồi anh Đồng nhỉ, nhanh thế. Cắt giật tút tít thế này. Đẹp, con này đẹp. Cái này anh mua anh lượng cái gì nhỉ? Trước em định mua con này này, ở trên Trần ngay. Mua 20 triệu giá 50 triệu. Nhưng em thích con này. Con này thì tôi thứ nhất là. Anh Sơn ơi, giống cái con kiểu dáng con si về lấy này. Này trước em định mua anh lượng này. Nhưng con này đẹp. Phiên bản, sau này phiên bản 2 của lượng này. Đẹp. Nhưng con này em thích dáng này hơn. Nó bé hơn tí nhưng mà dáng nó hay hay. Tay đòn nó phê nhỉ. Tay đòn như này. Quá rụt gì. Bé mà nó tay đòn như này nó hiếm. Nó bé mở cái tay nó rút đến này thì nó không có gì. Rút anh cắt quả bộ răm ác ấy nhỉ. Đồ này chơi nó bền cây sau nó không bị bỏ răm. Thôi nhưng mà. Nhưng con này form đẹp cho hiền. Tính tiền nó bằng cái to đấy. Đấy. Con này cũng đẹp, con này sau. Về này mua 18 triệu. Cái cổ nó mặn. Con nào xuống đấy lên tài. Úi giời. Mà sau đẹp. Anh không
cảm nhận đồ này đâu. Anh Sơn ạ. Thật nói ra sau này anh em Thành mang tiền. Con này sau Thành đồ chơi em sướng nhỉ. Cốt này, cốt khá ok. Cái này gần như là ngày xưa gần như cũng là cái con tử cây nong cắt ra hay sao anh Đồng nhỉ? Đúng không anh nhỉ? Nó là một con tử xịn cắt ra hay sao? Ui. Đẹp. Cúc kích. Đấy. Rất nhiều đồ chơi. Anh em đến nó quay vừa hôm qua con sai về chim cảnh. Không phải anh cắt đi rồi người ta nó đồng. Bây giờ anh xếp lại hết. Đấy. Ngăn nắp lại. Quá tuyệt vời. Cây này mới là cây đẳng cấp. À nó là hàng sai. Bây giờ chắc cũng lặng đạn đấy anh nhỉ. Cái này giờ bao tiền một cân? Con chào bà nhá. Vâng, bà. Đấy. Quá sợ cái này. Đấy. Tay của nó mình. Đấy, bảo là đồ cắt giật kỹ nó vẫn có một cái gì nó đây. Con này được cái tay ác anh. Tay. Bình thường như anh em có những cái vai kia nó có những cái tay chạy hay sao nữa. Tay nó đã mập rồi nhưng nó lại rụt hết mà nó lại có nó phỉu. Kiểu nó trông nó điệu. Rồi vừa rồi cho anh Đồng bán mất mấy cây nhỉ? Anh bán mỗi cây thôi. Mỗi cây à? Thế ha. Mua 30 bán 70 khổ quá, cái thằng này nó cứ lại lỉ mà. Nó vào cây mấy trăm triệu từng cây ngu rồi. Không phải thôi. Anh đẩy này một cây. Đấy, đẹp thật. Đấy, anh phải tạo cho anh em động lực đúng không anh nhỉ? Lực. Thế mới bảo ta bán wow. Cho em có lợn giống mà này. Cây này giờ chắc em rất thích cái dòng cây trực hoành như này, thế là dòng cây trực một phần nên cái dòng trực hoành có tay hoành em rất thích. Qua em ông kia bán cho anh gì Thanh Hóa một cây trực đấy, cái đấy thì nuôi nó hơi bị béo một tí nhưng mà đẹp quá anh em ạ. Con này nhìn nó thích lắm, tại 140 anh bán. Nhưng con này giờ tầm bao tiền anh? Thật ra anh được chơi, đấy. Mình phải nói thật là được chơi. Đấy. 140 mua cầm chọc. Vì cái thân bẹ này đoàn của phê này. Bộ 3 sau này, đây bộ 3 đây anh nhỉ. Nhưng mà anh Đồng vẫn tưới nước giếng à? Nó bị đen cây à, cái dòng này của anh mà tưới kia nó sáng thì đẹp lắm. Anh tưới vào nó đen cây, có mình nhìn quen thì không thế thôi nhưng mà con tính hết rồi. Quê được phép quả đây này. Đấy các bạn nha. Đấy, sau này khi em thấy cho bộ này bộ 3 hợp lý thế anh nhỉ? Đấy, anh hai cây trực hoành. Để các xi ở giữa mà. Gần giống nhau, chầu yêu chơi là bộ này mình giữ lại. 5 nữa là xong rồi mình xác định bộ. Hai con trực hoành chầu con trực. Thứ đồ chơi bên trên nhà anh Đồng thì trước Imosai cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Thêm tiền mua cái vẻ là 200. Tôi ai chưa đấy. Nói chơi lùi vẫn. Rất xứng đáng các bác nhé. Cây dài. Cái này trước là cái cổ hạ đi anh nhỉ. Hạ nuôi được cái xưa làm con tắm. Tắm thì phải trực liên chi. Đây phát này. Đây. Em nói chưa? Con này về anh khoảng tầm phải hơn 25 rồi nhỉ? Không, được có 5. Được 5 à? 5. Thế là cái đợt mà em nên có rồi anh. Được 5 thôi, anh mua của Cường tháng 10 năm ngoái. À thế đúng 5 tròn đấy nhỉ? Tháng 10 năm ngoái. Anh mua của Cường 3 cây, thì 1 cây bán rồi. 1, 2, 1 cây bán rồi. Giờ vừa anh Cường khủng lắm anh nhỉ? Bảo khiếp. Đấy, con này anh mua của anh Đượng, 105. Đấy, con đây. Này, 102. Anh thì cứ mua bao nhiêu bảo bấy nhiêu. À cái con này anh lấy của anh Nượng đúng không? Ừ. Cây này hôm em sang anh Nượng lấy của anh Giao ấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, hình như cộng anh có 5 triệu sao. Lấy 9 đấy. Hôm đấy đã vào bắt từ thấp ở mấy nữa. Tao lên thì con này nếu mà bắt thiện chí thì cho ăn 206. Vì con này hôm lấy của anh Giao nhỉ, đấy 100, 101 đấy. Hôm cháu đấy mà cháu mua cái con to nhưng mà hôm nay anh Lượng anh thời xuống hỏi cái này, thế sau và cháu về mua luôn. Nhưng hôm đấy giờ anh cũng không yêu to à, đặt cạnh anh to nhìn nó bé rồi. Này con tiền bắt cái đồ này bắt đồ nào? Sắp xong rồi, con này bây giờ cây này khoảng tầm 2 năm nữa chú. 2 năm nữa là tương đối đây xong hết rồi. Nói chung đồ lo form hết rồi. Nói chung đồ xứng đáng đồng tiền chú nhỉ. Đấy. Với cái này nó rất là rẻ. Con xịn nhất.
Ừ. Ok này anh cho anh ít đất đây nè. Anh cho thụt xuống này. À này thế. Anh chưa ý định để cao lên là mất cây đấy anh nhỉ. Mất rồi mất rồi đấy. Rất đẹp các anh nhé. Hai chục. Xong cây rồi thì em bảo đến bao giờ mà làm được cây như thế. Bông rằm rất kỹ mọi người. Cho âm khí là nó vâng. Ngoài cây đồ đẹp ra anh còn sở hữu rất nhiều đồ đá đẹp các anh. Mặc dù mình thì giới thiệu là từ Trung Quốc mà lại quay lại. Vâng. Cái này sang Trung Quốc rồi. Vâng. Gần 600 năm tuổi rồi. Bắt được cái thời gian. Cái bể đá này là cái bể đá mà hôm kiểm lên nhìn cái gân đá nổi gân cái đá này nó là đá. Chất đá nó già nó là lu hoa. Nó thành hoa. Ừ. Em hiểu? Đây nó thành hoa đá. Ừ. Bởi vì chất đá nó già nó thành hoa. Giữ nào thành hoa yeah. Nó như không kiểu là tại sao gỗ mình nó hay chứng à, vâng, nếu mà bẻ to lành nó mới được quý còn không một vết xước nào một cái bẻ đá mà vừa rồi anh Đồng mới cái này anh mới mua khoảng tầm 4 tháng rồi nhỉ không được tầm 3-4 tháng đợt đấy 2 tháng các bác mà có cùng khu cùng sở thích thì cứ qua trực tiếp ngắm cây và khu vực trưng bày của nhà anh Đồng nhé. Đấy. Thế đây anh có cái khu vực trưng bày phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đấy, anh có một bên là cái những cái khu vực nhà cổ, đấy, bể đá. Dàn cây thì Imosai cũng đã chia sẻ rồi. Đấy, các bác cứ qua trực tiếp ngắm cây nhé. Đấy, rất nhiều đồ chơi, đồ chung chung cũng có, mà đồ nhỏ nhỏ, 2-3 người kia cũng có. Đấy. Đấy, vừa rồi Imosai cũng chia sẻ cái không gian là bên sân ngoài của anh Đồng rồi. Thực ra cái đồ những cái đồ này thì cũng cùng gu mình rất thích, nhưng quan trọng là cái điều kiện kinh tế thôi. Anh em đến cố gắng chia sẻ cái niềm vui để lan tỏa cái đam mê các bác nhé. Các bác xem video nhớ like đăng ký kênh để Imosai sẽ chia sẻ nhiều cái không gian đẹp hơn nữa nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.